Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Tốt Xa Hoa và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Hết giả vờ ăn trên màn ảnh đến ngoài đời thực cũng có không ít mỹ nhân hoa ngữ khiến dân tình sốn mắt với những màn ăn uống giả chân. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm xem họ là ai nhé. Thứ nhất, Quan Hiểu Đồng. Mới đây thì nàng khuê nữ quốc dân Quan Hiểu Đồng đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi giả vờ ăn trong lúc quảng cáo cho món thịt chay trên mạng xã hội. Nhìn vào đoạn video do nữ diễn viên Tôi Chính Là Cô Nương Như Thế đăng tải trên mạng xã hội thì khán giả tinh ý phát hiện cô đã sử dụng phần mềm cắt ghép để tạo hiệu ứng như mình ăn miếng sủi cảo nhân chay nhưng thực tế lại chẳng hề động miệng. Nhìn vào cảnh ăn giả chân của bạn gái Lộc Hàm thì mọi người cũng phải ngao ngán vì màn quảng cáo không có tâm này. Thứ hai, Địch Lệ Nhật Ba. Nàng mỹ nữ Tân Cương Địch Lệ Nhật Ba, tình địch một thời của Quan Hiểu Đồng cũng cùng chung nỗi niềm vì giả vờ ăn trên sóng truyền hình. Có mặt trong một show ăn khách Happy Camp, nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế tỏ vẻ nhiệt tình hết mức với món mì hấp dẫn. Thế nhưng thì thực tế cô chỉ đưa mì lên miệng rồi lại nhả về nguyên vẹn chẳng mất sợi nào và chép miệng như thể đang ăn rất ngon lành. Điều này khiến Địch Lệ Nhật Ba nhận gạch vì bị tố chiêu trò cố xây dựng hình ảnh mỹ nữ tham ăn nhưng ăn hoài không béo. Thứ ba, Angelababy. Sau cảnh ăn giả chân trong bộ phim Vân Trung Ca thì Angelababy lại tiếp tục dính lỗi tương tự khi tham gia show truyền hình. Tuyên bố mình thích ăn gạo rang nhưng sau khi mọi người vất vả ngược xuôi để hoàn thành món ăn cho cô, nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng lại chỉ vờ đưa tay lên miệng chứ chẳng hề ăn thật. Điều này khiến cho Baby nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. Mặc dù người đẹp đã lên tiếng thanh minh rằng mình ăn thật nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ. Thứ tư, Ngô Tuyên Nghi. Ngô Tuyên Nghi cũng chẳng hề thua kém đàn chị Baby khi bị bóc mẽ giả vờ ăn uống trên sóng truyền hình. Mỹ nhân Đấu Là Đại Lục từng tuyên bố mình mê trà sữa tới mức có thể uống 8 cốc mỗi ngày. Thế nhưng thì người đẹp của chương trình Sống Còn Sáng Tạo 101 lại khiến cho khán giả phải tràn mắt với khả năng uống nhưng trà sữa không thiếu giọt nào. Thứ năm, Âu Dương Na Na. Mỹ nhân 10X Âu Dương Na Na cũng mang danh cánh bướm gian dối với màn uống ngang tài ngang sức với Ngô Tuyên Nghi. Nữ diễn viên Chuyện Tình Bắc Kinh không ít lần bị phê bình vì tỏ vẻ ngon miệng trong khi mới chỉ vừa chạm môi, chứ chẳng hề thực sự thưởng thức nước uống trên màn ảnh. Thứ sáu, Tống Thủ Nhi. Tống Thủ Nhi có lẽ là người chị em cùng môn phái với Âu Dương Na Na khi có cảnh ăn làm màu tương tự. Khoe việc ăn món bún ốc, nữ diễn viên bảo lên đăng tiền truyện lập tức bị cộng đồng mạng phát hiện chi tiết sai. Rõ ràng Tống Thủ Nhi chưa hề chạm môi vào món ăn này trong loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội, còn sau đó người đẹp có ăn thật hay không thì chỉ có trời mới biết được. Thứ bảy, Mạnh Mỹ Kỳ. Buổi sáng từ show Sống Còn Sáng Tạo 101, Mạnh Mỹ Kỳ nhanh chóng có lượng người hâm mộ đông đảo. Người đẹp từng khiến cho mọi người phải ngạc nhiên khi mà uống nước ngọt mà không cần đưa phần miệng lon về phía mình. Điều này khiến Mạnh Mỹ Kỳ nhận nhiều chỉ trích vì làm màu. Chúng mình là Tốt Xa Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!